Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin. Bộ vaccine COVID-19 của Pfizer đang được xem xét lại lần cuối, có thể trở thành lần đầu tiên được FDA cho phép sử dụng tại Hoa Kỳ sớm nhất vào thứ Năm. Tính an toàn và hiệu quả của loại vaccine COVID-19 đầu tiên của quốc gia đang ở giai đoạn cuối vào thứ Năm khi một ủy ban quan trọng dành cả ngày để xem xét và sau đó bỏ phiếu xem có nên khuyến nghị công chúng Mỹ sử dụng loại vaccine này hay không. Ủy ban tư vấn về vaccine và các sản phẩm sinh học có liên quan gồm 17 thành viên đang xem xét và thảo luận về dữ liệu của Pfizer và công ty Biotech của Đức về vaccine của họ được gọi là BNT162B2. Cuộc họp được phát trực tiếp kéo dài một ngày trong bối cảnh quốc gia Hoa Kỳ lập kỷ lục mới về số ca tử vong do COVID-19 là 3.000 người. Theo dữ liệu của Đại học John Hopkins, những cuộc họp như vậy luôn được công chúng tiếp cận, nhưng hôm thứ Năm có thể là một trong những cuộc họp được theo dõi nhiều nhất từ trước đến nay. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã công bố trước các tài liệu tóm tắt và công chúng có cơ hội gửi câu hỏi. Norman Pailo, giám đốc điều hành của công ty tư vấn sinh học và cựu giám đốc văn phòng nghiên cứu và đánh giá vaccine của FDA cho biết, một khoảng thời gian lấy ý kiến công chúng kéo dài hơn một giờ cũng sẽ được tổ chức trong cuộc họp. Ông nói đó là một quá trình rất minh bạch. Quá trình xem xét sẽ kết thúc vào khoảng 5 giờ 15 chiều. Sau đó, VRBPAC dự kiến sẽ bỏ phiếu đề nghị FDA cấp phép cho vaccine của Pfizer. Baylor nói rằng không thể dự đoán chắc chắn cuộc bỏ phiếu đó sẽ như thế nào, nhưng đánh giá tổng quan của FDA về tính an toàn và hiệu quả của vaccine được công bố hôm thứ ba và thực tế là Pfizer và BioNTech đã đáp ứng tất cả các tiêu chí mà FDA đã thiết lập cho một loại vaccine được ủy quyền thì triển vọng là tốt ông nói dựa trên thông tin đó người ta có thể dự đoán rằng nếu không có các kịch bản không phù hợp xảy ra thì việc cấp phép có thể sớm diễn ra cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi mời quý vị tiếp tục theo dõi những bản tin tiếp theo.